Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tai nạn giao thông được phát sóng trên kênh truyền hình giao thông từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin chúng tôi cập nhật được, tính đến thời điểm 15 giờ ngày hôm nay, ngày 19 tháng 11, trên địa bàn cả nước đã xảy ra ít nhất 4 vụ tai nạn giao thông khiến 9 người bị thương. Khoảng 2 giờ 15 phút rạng sáng nay, trên đường DT741, đoạn qua xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, một chiếc xe cấp cứu đang chở bệnh nhân thì bất ngờ bị lật. Thời điểm trên, xe cấp cứu do ông Trương Thiện Lâm, 41 tuổi cầm lái, chở một bệnh nhân và hai người thân từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Phước. Đang lưu thông, chiếc xe bất ngờ tông trực diện vào biển báo đang thi công và giải phân cách bên đường. Cú tông mạnh khiến chiếc xe bị lật, hai người thân của bệnh nhân bị thương, được công an huyện Phú Riềng đưa đi cấp cứu. Từ hình ảnh hiện trường cho thấy chiếc xe nằm nghiêng giữa đường, rất có thể trong quá trình lưu thông, tài xế đã chưa tập trung, thiếu chú ý quan sát khiến chiếc xe bị mất lái, đâm vào giải phân cách. Trước đó vào khoảng 8 giờ 15 phút sáng nay tại km số 179+400 trên quốc lộ 3B, đoạn qua thôn Nà Quân, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, chiếc xe buýt mang biển kiểm soát 20B02034 đang lưu thông theo hướng Chợ Đồn, Bắc Cạn thì bất ngờ mất phanh, đâm vào ta luy dương bên đường. Theo thông tin ban đầu, cú đâm mạnh khiến 6 hành khách trên xe buýt bị thương, trong đó có một người bị gãy tay, một người dập sống mũi, 3 người xây sát nhẹ. Người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn. Cũng trong hôm nay, chúng tôi đã ghi nhận một vụ lật xe ô tô 16 chỗ khác khiến một tài xế bị thương nặng. Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng trên đường DT743, đoạn qua phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương. Lúc này, một chiếc ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 51D37618 chưa rõ danh tính tài xế điều khiển lưu thông theo hướng thị xã Tân Uyên, thành phố Dĩ An. Khi qua ngã 6 An Phú được khoảng 50m, chiếc xe gặp một dòng xe đi ngược chiều đang dừng do kẹt xe. Tình huống này khiến tài xế mất lái, lao sang đường ngược lại, tông trúng xe bán tải mang biển kiểm soát 93LD00338. Chiếc xe lao đảo rồi tiếp tục va vào một xe container khác, cuối cùng lật ngang giữa đường. Hậu quả tài xế 16 chỗ bị thương nặng, xe container hư hỏng phần đầu, tuyến đường DT743 hỗn loạn, ùn tắc kéo dài. Rất có thể trong vụ việc trên, tài xế đã lái xe trong tình trạng không làm chủ được tốc độ, thiếu chú ý quan sát nên không phát hiện kịp thời sự cố phát sinh, dẫn tới hậu quả đáng tiếc. Thưa quý vị và các bạn, quốc lộ 5 là tuyến giao thông huyết mạch nối liền cụm cảng Hải Phòng, Hà Nội. Do có đông phương tiện di chuyển, tuyến đường lại đang trong tình trạng xuống cấp nên khu vực này thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn. Theo thông tin ban đầu, vào sáng nay trên quốc lộ 5, một chiếc xe tải mang biển kiểm soát 89C06845 lưu thông theo hướng đi Hải Phòng. Khi tới đoạn khu công nghiệp Tân Trường thuộc địa phận huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, tài xế cho xe rẽ tại một điểm quay đầu để đi ngược chiều vào công ty gần đó. Cùng lúc, chiếc xe container mang biển kiểm soát 16M3182 chạy hướng đi Hà Nội do không xử lý kịp nên đã va chạm với chiếc xe này. Hậu quả, đầu hai xe bị hư hỏng, móp méo, vỡ kính. Có lẽ vào thời điểm trên, tài xế xe tải còn chủ quan, bất cẩn cho xe quay đầu khi chưa quan sát kỹ các phương tiện xung quanh làm xảy ra va chạm. May mắn vụ tai nạn không có thương vong về người, song vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo chung cho các tài xế cần tập trung chú ý, cẩn thận hơn nữa trong quá trình lưu thông, đặc biệt trong trường hợp cho phương tiện quay đầu trên đường quốc lộ. Chắc hẳn quý vị và các bạn đã từng chứng kiến không ít tình huống giao thông nguy hiểm đến từ việc các tài xế chưa tuân thủ nghiêm quy định về an toàn giao thông như điều khiển phương tiện với tốc độ nhanh, vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang trên đường. Đây cũng chính là nội dung cảnh báo trong bản tin tai nạn giao thông của chúng tôi ngày hôm nay. Theo nội dung, một đoạn clip được người dùng mạng xã hội đăng tải vào tối ngày 18 tháng 11 trên đường mùng 3 tháng 2, đoạn trước cửa Hyundai Vinh, thành phố Vinh, Nghệ An. Một chiếc xe phân khối lớn mang biển kiểm soát 59A3-23191 đi với tốc độ nhanh đã đâm trúng một xe máy, sau đó mất lái lao lên vỉa hè, bay xa hàng chục mét. Cú đâm mạnh khiến hai người đàn ông tử vong, một người phụ nữ bị thương nặng. Vụ việc là minh chứng rõ nét cho việc nếu không nghiêm túc tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, khi tai nạn xảy đến, có hối lỗi cũng đã muộn. Trong một đoạn clip khác ghi lại vào khoảng 11 giờ 43 phút ngày 18 tháng 11 tại Thái Bình, một chiếc xe container đang di chuyển thì bất ngờ vượt ẩu, suýt chút nữa đã tông trúng chiếc xe đi đúng làn ở chiều ngược lại. Theo chủ nhân đoạn clip chia sẻ, anh đang lưu thông thì bất ngờ xuất hiện một chiếc xe container khác lấn làn, vượt lên khiến chủ nhân đoạn clip phải vội vàng đánh lái, tránh được va chạm.
Theo Nghị định số 100 năm 2019 của Chính phủ, hành vi cố tình lấn làn để vượt như tài xế xe container trong clip trên được quy vào lỗi đi sai làn với mức xử phạt như sau. Người điều khiển ô tô có hành vi đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định, làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Cũng trong sáng nay trên cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, đoạn qua khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh, rất nhiều học sinh đi xe máy dàn hàng ngang, không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên đường. Vụ việc được người đi đường quay lại sau khi đăng tải đã khiến không ít người tỏ ra quan ngại trước hành vi coi thường pháp luật và tính mạng của các em học sinh trên. Tại Nghị định số 100 năm 2019 của Chính phủ có quy định rõ các mức phạt đối với người lái xe khi chưa đủ tuổi. Trong đó, phạt cảnh cáo người chưa đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe máy. Khi đã đủ từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, mức xử phạt sẽ là từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Bên cạnh đó, người điều khiển phương tiện còn có thể bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng với lỗi điều khiển xe máy, đi vào đường cao tốc và từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng với lỗi không đội mũ bảo hiểm. Vừa rồi là những thông tin chúng tôi cập nhật được trong bản tin ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.